Mừng bạn quay trở lại bằng Lê Sắc YouTube Channel. Vâng, và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn em chơi sự kiện vừa được ra mắt trong game FIFA Mobile, đó chính là sự kiện vòng 1/16 của Champions League. Vậy thì sự kiện này chơi như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng năng lượng của event để chúng ta kiếm được các cúp. Và chúng ta kiếm được các cúp, chúng ta sẽ đi các đường để chúng ta nhận các phần quà vô cùng hấp dẫn. Và cuối cùng thì chúng ta sau khi đi hết đường, chúng ta sẽ nhận được những token. Và chúng ta sẽ sử dụng những token này để có thể đổi được những cầu thủ rất là hấp dẫn. Đây, như em có thể thấy, chúng ta có rất nhiều cầu thủ 98 như là Guirassy, Salah, Casemiro, Müller, Gosens, Cavani, Szczęsny, Manolas, vâng, rất là hấp dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ sang giao diện vòng 16 rồi. Ở đây thì đơn giản thôi, thì bạn sẽ sử dụng năng lực event. Chúng ta đã VS tắt head to head hoặc là chúng ta chơi skill game. Thì nếu mà thông thường chúng ta sẽ chơi skill game cho nhanh thì 3 năng lượng sẽ đổi được khoảng 5 cái cúp. Và ngoài ra thì các bạn có thể xem quảng cáo và chúng ta có thể mua năng lượng bằng coins. Ngoài ra thì sẽ có 8 trận đấu, thì mỗi trận đấu chúng ta sẽ kiếm được 10 điểm. Và những trận đấu này thì sẽ 7 ngày sẽ reset một lần. Vâng, đây là những cách mà chúng ta sẽ kiếm cúp. Vâng, ở đây thì mình đã có bảng tính rồi. Thì là tức là nếu mà anh em chúng ta không có mua năng lượng bằng vàng thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 485 năng lượng. Và cứ 3 năng lượng đổi được 5 cái cúp thì tổng cộng chúng ta sẽ có 808 cái cúp. Và ngoài ra chúng ta còn được 80 điểm từ các trận đấu nữa. Nên là chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có khoảng 880 cái cấp. Vâng, và sang cái tab thứ hai thì nó đã chia làm 4 đường. Là width 1 chúng ta có 2 đường. Và width 2 thì chúng ta cũng có 2 đường luôn. Vâng, và số cấp để chúng ta đi hết một đường đó chính là 740. Bởi vì vậy như mình đã tính ở trên, thì là anh em nếu chúng ta cày chai bình thường mà chúng ta không có mua thêm năng lượng thì chúng ta vẫn được khoảng hơn 880 cấp. Nên là anh em vẫn dư sức chúng ta đi hết một đường. Và chúng ta vẫn cần dư khoảng 100 token luôn. Token cấp luôn. Vâng, và sau khi đi hết một đường thì chúng ta sẽ nhận được một cầu thủ thấp nhất là 92. Vì vậy thì các bạn cần lựa chọn đường nào mà chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ngon, chúng ta đi đường đó. Và nếu mà sau khi chúng ta đi hết đường thì nó sẽ mở khóa cái trận đầu tiên. Thì chúng ta đã lấy cái token tròn tròn. Và khoảng 50 token tròn tròn chúng ta sẽ đổi được tiếp tục một cầu thủ nữa. Tuy nhiên thì do thời gian chúng ta đi hết một đường cũng khá là lâu nên chúng ta cũng đổi được thêm một hai cầu thủ thôi. Vâng, tóm lại thì event này cũng khá đơn giản, anh em chỉ chăm chơi event hàng ngày, chúng ta không cần mua năng lượng cũng được và chúng ta đi hết một đường chúng ta nhận được những phần quà rất là hấp dẫn thôi. Còn ví dụ đi đường nào thì anh em có thể lựa chọn một trong bốn đường, như ở week tuần thứ hai chúng ta có Juve, Lyon, Manchester, Real, hoặc là đường thứ tư chúng ta có Bayern, Chelsea, Barca và Napoli. Vâng, và nói chung là sự kiện này thì cũng khá là đơn giản thôi và nó cũng không quá có quá áp lực cho anh em, bởi vì chúng ta cứ chơi tàn tàn chúng ta cũng có thể chúng ta đi hết một đường rồi. Và xin được cảm ơn quan tâm theo dõi, anh em có thắc mắc gì thì nhớ like và comment để giúp video nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.